sau các phần lễ viếng về nhà thăm viếng vong linh linh hồn của cụ. Thế giờ này đây các con các cháu của cụ đại gia tâm mộ nào để rước vong linh linh hồn cụ được đi giao du sơn thủy, rước vong linh linh hồn của cụ được đi lễ Phật lễ chùa các phiếu tốt đền thiêng. Vâng ạ, A Di Đà Phật. Thế này các con các cháu về nhà này ra tâm mộ đạo gom góp gạo tiền, cụ ơi để về tới đây xin mua cành vàng lá sớ giúp cụ đi lễ Phật lễ chùa các miếu tốt lần thiêng. A Di Đà Phật. Trước lễ tang gia đình xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lễ viếng của các cháu là Minh, Thúy Hạnh, câu lạc bộ nhiếp ảnh Tinh Hoa Đất Việt, bạn với con trai thứ của cụ về làm lễ dâng hương. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lễ viếng của gia đình ông bà Lành Sách cùng con cháu ở Hưng Yên về làm lễ dâng hương. Dâng hương
đình xin được chân thành cảm ơn, xin được mời quý vị ra bản uống nước. Trân trọng kính mời lễ viếng của em Huân ở đàn Mão về làm lễ dâng hương. Chân thành cảm ơn các quý vị. Trở về làm lễ dâng hương xong, mời quý vị ra bàn uống nước. Gia đình xin tiếp đón và chân thành cảm ơn. Xin được mời lễ viếng của cháu Anh, cháu Hoan, ga Đông Anh về làm lễ dâng hương. Xin chân thành cảm ơn các quý vị. Thắp hương xong, mời quý vị ra bàn uống nước. Trân trọng giới thiệu kính mời lễ viếng của cháu Hoàng Đức Trì ở Liên Hà là bạn với con trai thứ về làm lễ dâng hương. Xong mời quý vị ra bàn uống nước. Mời lễ viếng của gia đình ông Dữ, thông gia ông Lý về làm lễ dâng hương. Gia đình xin được chân thành cảm ơn quý vị. Sau khi dâng hương làm lễ xong, mời quý vị ra bàn uống nước để chia quần cùng thăm quyến. Các phần lễ viếng ở đây giỏi đã tặng quán anh em trong đoàn này cùng với các con cháu của cụ rước cụ đi giao du sơn thủy lễ Phật lễ chùa A Di Đà Phật. Cha ơi Lạng Sơn đi có phố kỳ đường. Trên này có làng Tô Thị, có chùa Tam Thanh, con rước cha về đất đồng trên Tam Thanh, đèn thiêng lấy miếu tốt rước cha sang phố kỳ lừa. Các bạn các cháu về nhà này gom góp gạo tiền để người giàu một khó người khó một lén, để có kim ngân ép bạc tâm thành, để xin vô cành vàng lá sớ, cháu con rước cụ đi lễ Phật lễ chùa các miếu tốt đền thiêng A Di Đà Phật. Sống y thương ý ý trân trọng kính mời lễ viếng của tập thể lớp 12D là bạn với con dâu cả của cụ về làm lễ dâng hương. Trân trọng kính mời. Sàng thắp nén tâm nhang, xin được kính mời các quý vị dành phút mặc niệm tiễn đưa hương hồn cụ. Phút mặc niệm xin được bắt đầu. Sau khi thắp hương xong, mời các quý vị ra bàn uống nước. Gia đình xin tiếp đón chân thành cảm ơn.
trân trọng giới thiệu và kính mời lễ viếng của các cháu là bạn với con trai thứ của cụ về làm lễ dâng hương thăm viếng. Xin được trân trọng kính mời. Quý vị ra bàn uống nước. A Di Đà Phật. Vâng, các con các cháu của cụ vẫn đang ra tâm mộ đạo để gom góp gạo tiền. Để nay xin mua cành vàng lá sớ để cháu con rước cụ về lễ Phật lễ chùa các nước tốt lành thiêng A Di Đà Phật. Xin được kính mời lễ viếng của cháu Điền Diệp ở thị trấn Đông Anh về làm lễ dâng hương. Xin được cảm ơn các phương xong bảy quý vị ra bàn uống nước. Chùa cổ cha ghé về Bắc Linh đèn đô thắng cảnh tỉnh Bắc Linh đưa cha lấy ghé bóng qua thăm đèn bà chúa gọi cụ ơi các con các cháu về nhà tìm ngân lễ bạc tăng thành để xin mua cành vàng lá sớ con rước cụ vào tới cảnh đèn bà chúa kho để tiền bà hay trong túi tôi ra các con các cháu rất phong linh hương hồn của cha đi lễ phật đèn bà chúa kho A Di Đà Phật. Nay xuôi con đường cha xuống tới Hải Dương cha ơi con đi sơn đi kiếp bạc cháu con xin đưa vào trân trọng kính mời lễ viếng của tập thể lớp 12G là bạn học với con trai thứ của cụ về làm lễ dâng hương. Chào vĩnh biệt, cầu chúc vong linh hương hồn cụ ra đi nơi suối vàng được an giấc nghỉ ngàn thu. Xin được kính mời các quý vị dành phút mặc niệm tiễn đưa hương hồn cụ. Phút mặc niệm xin được bắt đầu. Dạ vâng, phút mặc niệm đã trôi qua. Truyền lời cảm ơn của gia đình, trân trọng kính mời quý vị ra bàn uống nước. Gia đình xin tiếp đón và chân thành cảm ơn. Xin được kính mời lễ viếng của cháu An Dung, cháu Tùng Tuyết ở tổ 13 là hàng xóm.